Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình Thời sự tối nay sẽ có các tin chính sau đây. Chuẩn bị các bước phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20. Cơ chế hậu kiểm cởi trói cho doanh nghiệp. Một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình triệu tập Hội nghị Tiểu ban Hậu cần Lễ Tân phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Tiểu ban Hậu cần Lễ Tân phục vụ Đại hội, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng một số sở ngành. Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình đã hoàn thành lập dự toán, xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ đại hội, cấp phát kinh phí cho các đơn vị, cá nhân, ký kết các hợp đồng, nội dung công việc liên quan đến đại hội. Bộ phận lễ tân phục vụ đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cho các thành viên và tổ giúp việc, lập danh sách đại hội gồm 350 đại biểu chính thức và danh sách đại biểu khách mời, tổ chức in ấn tài liệu phục vụ đại hội. Ngoài ra, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các công việc trang trí trong và ngoài hội trường Nhà văn hóa Lao động tỉnh. Cùng với đó, triển khai các kế hoạch trong đón tiếp các đại biểu khách mời và đại biểu đại hội, đặc biệt là nơi ăn nghỉ cho đại biểu, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra y tế, phòng chống dịch. Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị Tiểu ban Hậu cần Lễ Tân nghiên cứu lường trước các công việc, trên cơ sở đó phân công huy động lực lượng tham gia đảm bảo chu đáo các bước trong quá trình chuẩn bị và diễn ra đại hội, phải có sự chỉ huy, phối hợp thống nhất triển khai công việc một cách nhịp nhàng các công việc được giao. Đồng chí lưu ý đội ngũ phục vụ cần phải tập huấn để trang bị kiến thức kỹ năng trong quá trình phục vụ đại hội. Các bộ phận phải đảm bảo cung cấp điện, âm thanh, ánh sáng trong suốt quá trình diễn ra đại hội. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu các đơn vị triển khai công việc theo phương châm chu đáo, kịp thời, chủ động, hiệu quả và tiết kiệm, đảm bảo chất lượng và không có sai sót trong quá trình diễn ra đại hội. Đối với ngành điện, đồng chí yêu cầu cần tăng cường kiểm tra hệ thống mạng lưới cung cấp điện và phải có phương án sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh. Ngành y tế làm tốt công tác kiểm tra y tế, phòng chống dịch và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thành phố Thái Bình tiếp tục chú trọng công tác chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy rà soát lại số lượng khách mời, phối hợp phân công trong đón tiếp đại biểu khách mời và đại biểu đại hội, nhất là đảm bảo cơ sở vật chất, nơi ăn nghỉ cho các đại biểu. Ngành Giao thông Vận tải cùng với Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và hạ tầng giao thông phục vụ đại hội. Sở Tài chính rà soát lại các điều kiện thẩm định kinh phí phục vụ đại hội đúng theo quy định, thường xuyên kiểm tra tiến độ các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh để hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tiểu ban Hậu cần Lễ Tân phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị và thường xuyên kiểm tra đôn đốc công việc đã giao. Trong tổ chức các công việc, nếu có vướng mắc phát sinh phải kịp thời báo cáo để tỉnh có ý kiến chỉ đạo triển khai các công việc hiệu quả thuận lợi, đảm bảo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 thành công tốt đẹp. Công bố mở cảng cá Tân Sơn, huyện Thái Thụy và cảng cá Cửa Lân, huyện Tiền Hải là yêu cầu nhiệm vụ bắt buộc. Đây là khẳng định của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về việc mở cảng cá Tân Sơn và cảng cá Cửa Lân vào sáng nay. Cảng cá Tân Sơn thuộc địa phận xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, được xây dựng trong khu ngư nghiệp Tân Sơn, có diện tích đất và mặt nước 25 hectare. Cảng cá đáp ứng 150 lượt tàu mỗi ngày. Cỡ tàu lớn nhất 400 mã lực, sản lượng hàng hóa qua cảng 12.000 tấn một năm. Cảng cá Cửa Lân kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được xây dựng trên địa phận xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải. Cảng cá đáp ứng 100 lượt tàu mỗi ngày, cỡ tàu lớn nhất 400 mã lực, sản lượng hàng hóa qua cảng 12.000 tấn một năm. Tổng hợp tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh tầm quan trọng và khẳng định việc công bố mở cảng cá Tân Sơn, huyện Thái Thụy và cảng cá Cửa Lân, huyện Tiền Hải là yêu cầu nhiệm vụ bắt buộc.
các sở ngành liên quan tăng cường phối hợp hướng dẫn hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục mở cảng trước ngày 1 tháng 10 năm 2020 để Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định, sớm trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình xem xét phê duyệt. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về phương án quản lý đàn bò do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng tỉnh Thái Bình. Tại cuộc họp, sau khi các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, đàn bò 100 con do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng tỉnh Thái Bình vừa qua là món quà có ý nghĩa đặc biệt, góp phần vào việc phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. Đồng chí thống nhất, trong tháng 9 này, giao cho Công ty Cổ phần Tấn Thành Hưng Thịnh xây dựng đề án, phương án cụ thể nuôi dưỡng, bảo tồn, phát triển đàn bò, sau đó trình Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, dự hội nghị công bố và triển khai quyết định số 2618 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Đào Quốc Tuấn, trưởng phòng tổng hợp quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 7 tháng 9 năm 2020, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Chúc mừng giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu đồng chí Đào Quốc Tuấn trên cương vị mới tiếp tục rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đoàn kết xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Quản lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Bình khi kiểm tra công tác triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại huyện Vũ Thư vào chiều nay. 8 tháng qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vũ Thư có hơn 11.200 khách hàng được vay vốn với tổng dư nợ trên 360 tỷ đồng. Nợ xấu chiếm 0,3%. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cần thực hiện đầy đủ nội dung quy chế hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách, làm tốt công tác kiểm tra giám sát nội bộ, củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn. Mặt khác, Vũ Thư cần nghiên cứu quan tâm bổ sung nguồn vốn từ ngân sách huyện để chuyển cho Ngân hàng Chính sách Xã hội làm nguồn vốn cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn. Chiều nay, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng Thể thao MXP ra mắt mô hình tự quản an ninh trật tự trong doanh nghiệp. Đây là một trong những mô hình đang tạo sức lan tỏa tốt, huy động được sức mạnh tổng hợp trong giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình và đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Mô hình phòng an ninh phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng Thể thao chi nhánh Thái Bình được thành lập với 50 thành viên chủ chốt. Nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ của lực lượng công an để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy bảo vệ của chi nhánh, giữ gìn trật tự công cộng. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với các nhà máy tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của cán bộ công nhân viên, người lao động. Công ty quan tâm chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, tạo điều kiện để mô hình phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự. Công an các địa phương có trụ sở nhà máy tham mưu hướng dẫn những nội dung thiết thực để mô hình hoạt động đảm bảo hiệu quả. Trong 5 năm qua, công tác xây dựng quỹ nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Bình có nhiều hình thức sáng tạo với tổng số tiền quỹ các cấp hội quản lý là trên 23 tỷ đồng. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo lên tới trên 195 tỷ đồng. Đó là những con số đáng chú ý tại Hội nghị Điển hình tiên tiến Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 diễn ra vào sáng nay. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Giai đoạn 2020-2025, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Bình đặt ra mục tiêu 100% các cấp hội tham gia tổ chức các phong trào thi đua. Hàng năm, có trên 95% hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân đạo theo hướng tập trung vào cơ sở, dựa vào cộng đồng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phong trào thi đua bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân tự nguyện tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, lan tỏa, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tại hội nghị, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2015-2020 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, khi Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu Việt Nam còn gọi là EVFTA chính thức có hiệu lực, thì Việt Nam cần có nhiều cơ chế chính sách mới để tạo ra những hành lang pháp lý thông thoáng cho cả người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ chế chính sách trong lĩnh vực xuất khẩu. Trên thực tế, thì việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuận lợi trong xuất khẩu hàng hóa đã được Việt Nam chú trọng từ trước, đó là thay đổi cơ chế chính sách từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với doanh nghiệp. Vậy hậu kiểm đã mang lại thuận lợi cho doanh nghiệp như thế nào? Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên Thúy Quỳnh. Thực tế đã có nhiều cơ chế chính sách mới được ban hành, ngay lập tức đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của cộng đồng các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu. Trong đó phải kể đến việc chuyển đổi từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm. Tiền kiểm và hậu kiểm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau với phương thức quản lý riêng biệt. Điều kiện kinh doanh thông thường chính là tiền kiểm, nghĩa là nhà nước cấp giấy phép, cấp chứng nhận cho phép doanh nghiệp hoạt động. Khi đó, gánh nặng tuân thủ quản lý và thực thi luật pháp phần lớn đè nặng lên doanh nghiệp. Còn với hậu kiểm thì phương thức quản lý của nhà nước sẽ được thực thi bằng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hậu kiểm. Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ luôn phải đồng hành, hướng dẫn, giám sát việc doanh nghiệp tuân theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã ban hành. Bên cạnh đó, bản chất của quá trình hậu kiểm thiên về việc kiểm soát chặt chẽ đầu ra. Ví dụ như kiểm soát quá trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm. Quy trình hậu kiểm đòi hỏi doanh nghiệp phải nêu cao vai trò trách nhiệm trước pháp luật về sản phẩm hàng hóa và những thông tin khai báo của doanh nghiệp mình với cơ quan quản lý nhà nước. Khi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cơ quan quản lý sẽ vất vả, khó khăn hơn để vừa đảm bảo thực hiện chức năng quản lý lại có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Còn về phía doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi lớn khi tiết kiệm được cả chi phí lẫn thời gian. Là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nhưng từ khi nhà nước chuyển từ chế độ tiền kiểm sang hậu kiểm, thủ tục này đã như cởi trói cho doanh nghiệp. Trước kia khi mà chúng tôi thực hiện cái việc mà tiền kiểm ấy, thì chúng tôi phải chuẩn bị rất nhiều hồ sơ, sổ sách, giấy tờ để mang ra trình cho cơ quan nhà nước. Đối với công tác hậu kiểm ngày nay thì chúng tôi chỉ khi vào các cái đơn hàng mà khi các lô hàng về mà vào là hàng luồng vàng, thì chúng tôi chỉ cần scan lại toàn bộ các hồ sơ và gửi lại cho hải quan là chúng tôi có thể thông quan được cái lô hàng hóa. Nếu tiền kiểm, doanh nghiệp phải chứng minh sản phẩm hàng hóa phù hợp với tất cả các quy định của pháp luật trước khi lưu thông. Chuyển sang hậu kiểm, doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng một phần trước, sau đó được thông quan ngay. Ở cơ chế này, doanh nghiệp vẫn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng. Nhà nước sẽ thực hiện việc hậu kiểm và đánh giá sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Trước đây có 24 nhóm hàng hóa phải kiểm tra trước khi thông quan, nhưng nay chỉ còn 2 nhóm là xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Như vậy, mỗi năm sẽ có hàng ngàn lô hàng không phải kiểm tra trước khi thông quan, giúp giảm thời gian và chi phí rất lớn cho doanh nghiệp. Với chế độ hậu kiểm thì doanh nghiệp tôi tự kê khai toàn bộ cái số lượng hàng hóa trong lô hàng đó và thông qua hải quan và có thể thông quan trong ngày. Nhưng về phía doanh nghiệp chúng tôi phải có trách nhiệm trước pháp luật về những hàng hóa kê khai trong lô hàng đó. Và thứ hai là chúng tôi phải xây dựng cái hệ thống quản lý hồ sơ và có con người quản lý để cơ quan quản lý nước kiểm tra bất cứ lúc nào chúng tôi cũng phải chứng minh được cái nguồn gốc và số lượng hàng hóa đã thông quan. Trong hệ thống quản lý hậu kiểm sẽ không có điều kiện kinh doanh mà chỉ có tiêu chuẩn, quy chuẩn. Khi đó thì mọi doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng tốt các tiêu chuẩn này là có thể thoải mái gia nhập thị trường. Khi đó sẽ có ít giấy tờ, ít phép tắc, khiến quyền hành của các cơ quan nhà nước có thể giảm đi, nhưng trách nhiệm và công việc lại nhiều lên. Theo lãnh đạo Sở Công Thương, thì đã có trên 90% nhóm sản phẩm hàng hóa do ngành quản lý đã chuyển sang cơ chế hậu kiểm,
khi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, công tác kiểm tra sẽ không giảm bớt đi, mà đơn giản thay vì phải kiểm tra tất cả các công đoạn trước khi thông quan, thì nay được chuyển sang sau thông quan. Thực hiện hậu kiểm thì là một cái cơ hội, một cái điều kiện tiên quyết trong cái việc mà thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên thì với cơ quan nhà nước thì thực hiện hậu kiểm phải thực hiện các cái giám sát, kiểm tra và đồng hành với doanh nghiệp trong cái việc mà thực hiện cái đảm bảo an toàn cái chất lượng sản phẩm mà sau gọi là hậu kiểm. Chỉ riêng các nhóm hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý, trong 8 tháng qua, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình đã thực hiện cơ chế hậu kiểm cho hơn 200 lô hàng hóa xuất nhập khẩu, đã cắt giảm thời gian lưu kho bãi và chi phí đi lại làm thủ tục xuất nhập khẩu, tiết kiệm cho doanh nghiệp trên 15 tỷ đồng. Việc áp dụng cơ chế hậu kiểm đã được các doanh nghiệp Thái Bình đánh giá rất cao. Nó giảm chi phí và thời gian thông quan hàng hóa, giúp nhà sản xuất cũng như người tiêu dùng được hưởng lợi. Vì khi hàng hóa xuất nhập khẩu được thông quan nhanh, quá trình sản xuất của doanh nghiệp sẽ được diễn ra thuận lợi. Nhờ đó, người tiêu dùng sẽ được tiếp cận nhanh với các sản phẩm với giá thành hạ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hậu kiểm cũng có những khó khăn nhất định như danh mục sản phẩm rộng, nhiều sản phẩm chưa có quy chuẩn Việt Nam. Một sản phẩm lại chịu cơ chế quản lý của nhiều bộ ngành khác nhau. Vẫn có những doanh nghiệp lợi dụng hậu kiểm để làm ăn gian dối, gây khó khăn cho công tác quản lý. Chuyển mạnh sang hậu kiểm để tạo ra môi trường kinh doanh thực sự lành mạnh, bình đẳng và có chất lượng với mục tiêu là tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và kinh doanh, nhất là trong bối cảnh hội nhập như hiện nay. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước phải nâng cao trách nhiệm, cùng chung tay chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động. Tới đây tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đã kiểm tra công tác dạy và học những ngày đầu triển khai chương trình sách giáo khoa mới lớp 1. Đoàn công tác đã đến dự giờ hai môn toán và tiếng Việt của hai lớp học khác nhau. Trong quá trình học, các em học sinh đều hứng thú với các kiến thức trong sách. Theo đánh giá, bộ sách giáo khoa mới có kênh hình, kênh chữ được sắp xếp theo bố cục hợp lý, màu sắc bắt mắt nên thu hút sự chú ý của học sinh. Cùng với sách giáo khoa, mỗi học sinh đều được trang bị một bộ dụng cụ học tập để có thể vừa học vừa thực hành. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các cấp quản lý và các nhà trường trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các nhà trường cần mua sắm đầy đủ các trang thiết bị và dụng cụ để kịp thời phục vụ cho việc dạy và học, tăng cường công tác bồi dưỡng và tự học, tự bồi dưỡng ở đội ngũ giáo viên. Chương trình thời sự tiếp tục với thông tin về tình hình dịch COVID-19. Theo bản tin lúc 18 giờ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19 đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Các bệnh nhân này từ Ukraine về nước trên chuyến bay VN28. Việt Nam hiện có 1.059 bệnh nhân. Đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 890 bệnh nhân COVID-19 trên 1.059 ca mắc. Tại Thái Bình, thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, cũng như được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, công tác phòng chống dịch được kiểm soát tốt, không để dịch lây lan. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 vẫn thường trực, có thể có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ tỉnh ủy, để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện phòng chống dịch với một số nội dung đáng chú ý như sau. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, các cấp các ngành, đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động, tập trung cập nhật thông tin, rà soát, truy vết, quản lý, cách ly người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19, người có nguy cơ từ các vùng dịch trở về địa phương, nhất là ở thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, cơ quan, công sở, nhà trường, bảo đảm quản lý, cách ly người nhập cảnh theo quy định, không để tình trạng người nhập cảnh trái phép mà không được phát hiện, quản lý, tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, cụ thể như sau. Mọi người phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.
Các cơ quan công sở, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải tổ chức tự đánh giá nguy cơ với dịch COVID-19 và bổ sung các điểm chưa đạt, bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo quy định, bố trí nơi rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn đạt tiêu chuẩn, thường xuyên thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng. Duy trì các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 đúng mức, phù hợp về thời lượng, nội dung để người dân luôn ý thức phòng chống dịch bệnh nhưng không hoang mang, lo lắng. Chú trọng thông tin về kiến thức cơ bản phòng chống dịch COVID-19, các biện pháp nâng cao dinh dưỡng, tiếp tục khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Đối với các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giảm thiểu tối đa quy mô số lượng khách mời tham dự, phải báo cáo và có sự giám sát của chính quyền địa phương, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế, thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký lịch trình và danh sách người tham dự. Cho phép hoạt động trở lại các khu di tích, các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, dịch vụ xông hơi, massage, karaoke, nhưng phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế và thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký, lịch trình, danh sách người tham dự và sử dụng dịch vụ. Riêng đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giải thi đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người, thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy chính quyền cung cấp xem xét quyết định và phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Y tế, Bộ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Phần cuối là tin tức đáng chú ý về an ninh trật tự. Một vụ trộm tàu vừa mới xảy ra ở huyện Tiền Hải. Theo đó, nhóm đối tượng xấu đã lấy trộm một tàu vỏ sắt, tàu hút cát khoảng 180 tấn đưa về tỉnh Hải Dương với mục đích cắt rỡ để bán sắt vụn. Rất may là chủ phương tiện cùng các cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện bắt quả tang. Theo thông tin ban đầu, thì ngày 31 tháng 8 vừa qua, ông Nguyễn Hồng Quân, sinh năm 1976, ở xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, bị mất một tàu vỏ sắt tải trọng khoảng 180 tấn, công suất máy 165 mã lực và một thuyền con lắp máy 8 mã lực buộc theo tàu với tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi trình báo chính quyền địa phương, gia đình ông Quân đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của Thái Bình, Hải Dương và Hải Phòng tiến hành truy tìm. Sau 4 ngày tìm kiếm, phát hiện tàu vỏ sắt này được cất giấu tại con lạch thuộc nhánh sông Thái Bình ở xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng đang phá rỡ các bộ phận của tàu để mang đi tiêu thụ. Cơ quan công an tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng tạm giữ 3 đối tượng cùng tang vật và bàn giao cho công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.